Trọng An kính chào lại tất cả các quý vị mến thương. Và bây giờ thì chúng ta đi vào cái chủ đề vài bản tin, nhất là bản tin mà Nguyên thấy khá là cần thiết phải chia sẻ. Các quý vị cũng biết là trên cả những quốc gia cường mạnh đó, giống như là Pháp, Anh Quốc, Mỹ, đều là có những cái viện trợ quả tiễn cho Ukraine. Và đặc biệt là chỉ có duy nhất là nước Đức, là cái nước Đức mà có thể nói là còn do dự đến ngày hôm nay mà họ chưa có gửi quả tiễn tầm xa. Cái tên quả tiễn của Đức là quả tiễn Taurus. Người ta vẫn chưa hiểu lý do. Tuy rằng là do quốc hội của Đức đã bỏ phiếu nhiều lần thì đã không được thành công. Và cái lý do, nguyên nhân và lý do nào thì không ai hiểu rõ được tại sao vậy. Tại sao Pháp gửi, Anh Quốc gửi, khi lúc đó Đức giúp đỡ Ukraine rất là nhiều. Đức là cái quốc gia ở tại châu Âu đơn phương là quốc gia giúp đỡ nhiều nhất. Nhưng ngược lại, Đức lại không gửi quà tiễn Taurus, là một cái chuyện mà tới ngày hôm nay nhiều người vẫn còn đặt một câu hỏi. Thì Tổng thống Zelensky đã trả lời chúng ta biết cái câu hỏi này. Ông ta nói rằng là lý do là bởi vì Putin đã đe dọa trực tiếp thủ tướng của Đức là ông Olaf Scholz, rằng nếu nước Đức gửi vũ khí thì Nga sẽ tấn công hạt nhân vào nước Đức. Nếu nước Đức gửi quà tiễn tầm xa cho Ukraine thì Nga sẽ tấn công vào nước Đức. Bởi vì cái sự đe dọa đó, và nước Đức phải do dự, và nước Đức tới ngày hôm nay vẫn chưa gửi. Thì cái lời nói của Tổng thống Zelensky có thật hay không, Nguyên không thể nào bảo đảm điều đó. Nga có đe dọa nước Đức hay không thì chuyện đó thì đã thường xuyên, thì Đức cũng giống như Pháp đã bị đe dọa thường xuyên trong những lời phát biểu của những nhà chính trị của Nga, hay là cả luôn chính miệng của ông Putin. Thì cái điều mà đe dọa bằng miệng á, thì chúng ta đã nghe thường xuyên trên đài rồi, mà đe dọa trực tiếp thì có hay không thì Nguyên không rõ cái điều đó. Nhưng bởi vì theo lời phát biểu của Tổng thống Zelensky là bởi vì Đức e ngại về vấn đề Nga có thể tấn công vũ khí hạt nhân trên nước Đức. Đó là bản tin mà cũng khá lên dậy ra cái sự tranh cãi. Nói về vũ khí, nói về viện trợ, đặc biệt là trong cái không khí quân sự ở đây, thì Nguyên đã thấy rất là nhiều, nó để cái những cái tưởng niệm, để có rất là nhiều quốc gia đã yểm trợ cho Nam Hàn trong cái cuộc chiến tranh Bắc Nam. Thì trong đó có Đan Mạch nữa. Wow, Nguyên không ngờ Đan Mạch cũng có luôn. Có lá cờ Đan Mạch nữa. Những người đã hy sinh cho Nam Hàn có Đan Mạch luôn các quý vị. Nó có nhiều lá cờ trên thế giới lắm. Để bữa nào thì Nguyên có quay một cái đoạn nhỏ ở chỗ đó, chia sẻ cùng các quý vị sau, Nguyên sẽ chia sẻ sau. Trong cái bầu không khí quân sự về vũ khí thì cho Nguyên cập nhật cái bản tin mà Tổng thống Mỹ ngày hôm nay đã thúc đẩy quốc hội như thế nào. Chúng ta đều biết đó là cái gói trợ cấp 60 tỷ do Tổng thống Joe là người đề nghị hiện bây giờ đang bị đóng băng ở tại Hạ viện Mỹ. Hạ viện Mỹ vẫn chưa đưa ra cái bỏ phiếu. Khi lúc đó ông Mike Johnson là ông đã hứa là sau khi cái ngày lễ phục sinh kết thúc thì cái vấn đề của Ukraine sẽ được giải quyết, họ sẽ đưa ra bỏ phiếu. Nhưng mà tới bây giờ vẫn chưa thấy nhúc nhích gì hết. Nên là Tổng thống Joe ngày hôm nay đã nói chuyện với Chủ tịch Hạ viện Mỹ và thúc đẩy cái vấn đề bỏ phiếu nhanh gọn lẹ để cho Ukraine có kinh phí. Thì cái điều này Tổng thống Joe đang làm cố gắng tối đa. Nhưng mà Nguyên đã nói rồi, đất nước tự do, Tổng thống không phải là ông nội. Chỉ có đất nước độc tài, Tổng thống mới là ông nội thôi, Chủ tịch nước mới là ông nội thôi. Còn những quốc gia tự do, Tổng thống không làm được gì hết. Nếu quốc hội Mỹ mà không đồng ý thì bác Joe nhà ta cũng không làm được gì cả. Bác Joe không làm được gì hết. Bác Joe là bất lực. Phải nói chăng là bác Joe đã là bất lực rồi. Và bác Joe là không làm được gì hết. Nước tự do là như vậy các quý vị. Quốc hội mới là người quyết định. Tổng thống dù có áp lực hay là nói cái gì đi nữa, quốc hội họ cũng chẳng bận tâm.
họ không bận tâm cái điều đó và họ chỉ làm theo những gì mà họ muốn làm mà thôi. Nên đối với Nguyên, cái lời kêu gọi của bác Joe cũng là một cái lời tốt, nhưng Nguyên nghĩ là không có giải quyết được vấn đề. Nếu bác Joe không có thỏa thuận, nếu bác Joe không đem ra cái gì để trao đổi, vì các vị cũng biết đó là Đảng Cộng Hòa họ muốn trao đổi với bác Joe nhiều thứ, đạo luật nhập cư, vấn đề biên giới. Nếu bác Joe không hy sinh một cái gì đó trong cái đường lối chính trị của mình để trao đổi với Đảng Cộng Hòa thì khó thể nào mà Đảng Cộng Hòa chấp thuận cái gói trợ cấp của bác Joe lắm. Bác Joe phải trao đổi cái vấn đề với Đảng Cộng Hòa mới làm được điều đó. Bác Joe hiện bây giờ vẫn còn chưa có thuyết phục được, nên là lời phát biểu của bác Joe có phát biểu đi nữa thì cũng đáng tiếc là không biết chừng nào cái gói trợ cấp cho Uy Khanh, các cô chú và anh chị em. Trung Nguyên nói là tình trạng của Uy Khanh rất là khó khăn. Khó khăn nó đơn giản thôi là kẻ địch là Nga, binh sĩ càng ngày càng nhiều. Vũ khí thì mua đến từ Bắc Triều Tiên, đến từ Iran. Vũ khí thì Nga có, năng lượng thì Nga cũng có, vì Nga là cái quốc gia có tài nguyên và dầu hỏa. Nên là cái điều đó, chiến trường tạm thời canh thì còn phải chờ đợi cái gói trợ cấp và đến từ Hoa Kỳ. Và cái gói trợ cấp chừng nào thông qua còn là một cái câu hỏi mà chưa ai biết, thì Nga càng có lợi. Nên tình trạng của Mỹ mà còn dây dưa thì tạo cái cơ hội cho Nga thấu trên Ukraine hơn. Liên quan đến tình hình của bác Joe Biden, kêu mà Nguyên khi Nguyên ít có khi nào kêu Joe Biden, Nguyên bác Joe là hiểu rồi. Đó là bản tin liên quan đến Hoa Kỳ. Và bây giờ chuyện của Mỹ thì cho Nguyên mạn phép để qua một bên. Chúng ta cho một hai bản tin về chuyện của Việt Nam. Trước khi chuyện Việt Nam thì cho Nguyên trả lời cái câu bình luận cái đã. Có mấy bác nói đừng có lo Nguyên ơi. Bắc Hàn bán vũ khí cho Nga. Bắc Hàn không còn có vũ khí để tấn công Nam Hàn đâu. Đây là cái câu nói của mấy bác. Câu trả lời của ngày hôm qua rất là nhiều. Đừng có lo Nguyên ơi, Iran bán vũ khí cho Nga, Iran không có vũ khí tấn công Do Thái đâu. Mấy bác hay quá. Mấy bác biết cái kho vũ khí người ta bao nhiêu luôn. Mấy bác biết gành luôn, biết Kim Su-un bán hết luôn, biết Iran bán hết luôn. Mấy bác lấy đâu mà có được cái tài liệu chính xác vậy? Mà mấy bác biết chắc chắn là Kim Su-un đã bán cho Nga, là Kim Su-un không có vũ khí. Sao mới biết bác hay thế? Kim Sung Un là một cái quốc gia độc tài. Kim Sung Un có đủ khả năng xúi giục và ép tất cả người dân đi vào sản xuất vũ khí cho Kim Sung Un được hết. Chúng ta không đo lường được cái khả năng quân sự của Bắc Triều Tiên và vũ khí của Bắc Triều Tiên đâu. Mấy bác ngồi với bác ngồi, đừng lo chuyện đó, Kim Sung Un bán hết rồi. Chúng ta đều biết là Kim Sung Un có bán một số lô vũ khí cho Nga, đó là thật. Cái lô vũ khí cho Nga là thật, trong đó có một phần hỏa tiễn, có phần đạn dược. Mà Trung Nguyên nói là 50% đạn dược Nga mua đều sử dụng không được. Lý do đó là những cái đạn dược cũ, đỡn cú lỷ nào. Kim Sung Un moi cái hàng dục bỏ đó và bán cho Nga. Nga cũng ngậm đắng nuốt cay và phải mua thôi, vì Nga đang cần. Nhưng mà chúng ta không thể nào lường được cái kho vũ khí của Bắc Hàn như thế nào. Và chúng ta cũng không có lường được cái tình trạng thế giới ngày hôm nay nó sẽ xảy ra cái gì. Cũng giống như là Iran. Hiện bây giờ chúng ta chưa biết Iran có tấn công hay không. Cái điều đó là các quý vị đã suy nghĩ ra sai rồi. Phải suy nghĩ là chừng nào Iran tấn công. Còn sự tấn công của Iran trả đũa là chắc chắn có. Chắc chắn có. Vì Iran không thể nào ngậm nín được cái cơn tức giận mà tướng lãnh của mình đã chết ở trong lãnh sự quán của mình hết. Và cái quy mô tấn công của Iran nó lớn cỡ nào thì chúng ta chưa rõ thôi. Còn mà chúng ta hỏi không có tấn công đâu, không có tấn công không? Chắc chắn là sẽ tấn công. Bằng hình thức này hay bằng hình thức khác, tấn công trực tiếp vào Do Thái hay tấn công lãnh sự quán của Do Thái ở một khác khác, làm bằng cái làm sao trả đũa, phải trả đũa. Chỉ là cái quy mô trả đũa lớn cỡ nào thì chúng ta không rõ thôi. Vì Trung Nguyên nói Mỹ đã cảnh cáo tuần tới Iran sẽ tấn công. Thì tình báo của Mỹ ít có khi nào sai lắm. Tình báo của Mỹ ít có khi nào sai lắm. Cũng có sai đó, nhưng mà ít lắm. Ít lắm. Cái khả năng
phỏng đoán của tình báo của Mỹ trước khi họ nói cái điều đó, là họ đã có những cái nguồn tin tình báo CIA của họ đã có những cái nguồn tin gì rồi thì họ mới tiết lộ, cũng giống như khủng bố tại Nga vậy đó. Họ đã nói cho Nga biết trước 3 ngày. Họ nói cho Nga biết trước 3 ngày. Trước khi mà Nga đánh vào Ukraine thì họ cũng nói cho Ukraine trước đó cả tháng trước. Mà Ukraine không tin thôi. Nên bây giờ là Mỹ đã gửi thông điệp cho Do Thái rằng là một tuần sau. Thì Nguyên nghĩ là cái bản tin của Mỹ chia sẻ nó sẽ có phần chính xác đó. Nên các quý vị đừng có quá ý y nha. Đừng có quá ý y. Và đừng có nghĩ rằng là ôi nó bán vũ khí cho Nga hết rồi. Nó bán vũ khí cho Nga hết rồi. Nó có quýnh đâu. Cái này không ai biết được đâu các quý vị nha. Cái này không ai biết được đâu. Đó là bản tin liên quan đến câu trả lời của các quý vị trong diễn đàn. Nhiều bác có những cái suy nghĩ khá là độc đáo và có những nguồn tin cực kỳ là chính xác đó. Và bây giờ, cách đây vài ngày thì Nguyên chia sẻ với các quý vị cái vấn đề con đường Bắc Nam đúng không? Và Nguyên sẽ nói là Trung Quốc sẽ là người trúng thầu đúng không? Có nhiều bác nói không có đâu. Đừng lo Nguyên ơi. Chuyện đó không có đâu. Bây giờ là chính thức rồi. Bây giờ sẽ đưa ra cái kế hoạch khai thác sớm hơn dự định. Và Trung Quốc sẽ là người đầu tư chính trong cái con đường cao tốc Bắc Nam. Với con đường cao tốc này, hiện bây giờ cái công trình sẽ vào 600 cây số. Nguyên không biết mấy ông bà này suy nghĩ cái gì, Nguyên nói thật. Nguyên nói thật cho các quý vị đó. Mấy ông mới biết là vận chuyển đường sắt, những cái đường vận chuyển thực tế nó là những cái điều tốt chứ không phải là gì xấu cả. Để có thể vận chuyển, nhưng mà mới biết là lợi cho bên nào. Đầu tiên nhất là mình coi là người dân của mình có đi thường xuyên đường xe lửa hay không. Và đường xe lửa này nó sẽ lợi cho ai? Khi cái đầu tư quá lớn, đầu tư nó khủng khiếp như vậy. Và chừng nào chúng ta lấy lại cái số tiền này. Và cái số tiền này là chúng ta không có tiền, là chúng ta mượn của người ta. Chừng nào chúng ta trả được. Và vận chuyển sẽ đem lại lợi nhuận bao nhiêu một năm? Bao nhiêu người đi từ Bắc đến Nam? Thì Nguyên không biết mấy ông có tính toán cái bài tính này hay không. Nhưng mà bây giờ là đang giải phóng mặt bằng đủ thứ nơi cả. Đủ thứ nơi cả. Bây giờ bắt đầu là đưa ra cái kế hoạch giải phóng mặt bằng. Và đặc biệt là từ miền Bắc đến miền Nam. Thì mấy bác đi kiểm tra coi cái nhà của mình có phải là đi ngang con đường đó hay không. Thì mấy bác tự lo đi chứ Nguyên không thể lo được cái Việt Nam rồi. Chỉ điều là Nguyên nói là đã chính thức công bố. Chứ không phải là đầu tiên là mới chỉ có đi khảo sát. Rồi bây giờ là chính thức công bố và Trung Quốc sẽ là người đứng đấu thầu lớn nhất, đầu tư lớn nhất. Rồi sẽ công trình sẽ được khởi công trình sớm hơn. Nên là kêu phía bên Việt Nam phải giải phóng mặt bằng càng ngày càng sớm để cho công trình nó được thực thi. Và bắt đầu đã đưa ra kế hoạch ở tại nhiều nơi, trong đó từ miền Nam đến miền Bắc. Một con đường dài tạm thời đầu tiên là 600 cây số. Nên là nếu các quý vị nào nó làm hai tiếng đường nha, hai tiếng đường chứ không phải là một tiếng đường. Nên là các bác nào thấy có vấn đề gì đó nhà cửa của mình để coi điều tra kỹ lại, coi cái đường nằm trong cái đường nhà mình hay không, và đọc cái quyền lợi của mình có, nếu phải giải phóng mặt bằng thì mình được bồi thường như thế nào, thì mấy bác phải kiểm chứng, chứ Nguyên không thể kiểm chứng được. Nguyên chỉ đưa tin cho các bác biết là có điều đó chứ không phải là cái điều gì mà nó giấu giếm nữa. Chính phủ Việt Nam đã công khai chia sẻ rồi. Nên là các bác nào ở Việt Nam thì mình ở tình trạng đó thì mình phải lo ngay lập tức. Phải chuẩn bị ngay lập tức cái tâm lý. Và có những cái nhu cầu về bồi thường thì mình phải kiếm số đông để mà ngồi, hay là mà mướn luật sư. Cái gì đó mình chuẩn bị trước để mà có thể nộp lên cho chính phủ. Nếu không thì các bác sẽ lỗ lã rất là nhiều. Nói cho mấy bác biết trước vậy thôi. Chứ cái điều đó là ngày cách đó, cách đây vài ngày thì Nguyên đã chia sẻ cái bản tin đó. Thì có nhiều bác ở bên Việt Nam nói, ôi không có đâu, không phải Trung Quốc đâu, chưa chắc đâu. Thì Nguyên nói làm sao chưa chắc được. Trung Quốc là đi khảo sát đầu tiên thì làm sao chưa chắc là không phải là Trung Quốc được. Thì là Trung Hoa rồi. Mấy bác nói là cái bẫy nợ thì chắc chắn là cái bẫy nợ nữa rồi. Chắc chắn là cái bẫy nợ nữa rồi. Nợ Việt Nam mình là nợ với Trung Quốc không biết chừng nào nó hết. Cái kiểu này là nợ ngấp đầu luôn. Nợ ngút đầu luôn. Nợ là cái bẫy nợ là chính. 100% là chính luôn. Vì khi chúng ta đầu tư mà chúng ta không có vốn, tất cả đều là người ta làm hết.
chúng ta chỉ có để đường đất cho người ta làm thôi. Thì người ta đầu tư, người ta lấy lời, chúng ta có đủ khả năng trả bao nhiêu? Đặc biệt là cái con đường sắt này nó vận chuyển khách hàng nó như thế nào, nó đem lại cái thu nhập cho chúng ta hay không, đó còn là một vấn đề khác nữa. Nên nếu nó không đem được cái thu nhập thì nó chỉ có lỗ, thì chừng nào chúng ta trả nợ xong, không cách nào trả nợ xong được. Và chưa nói là cái đường sắt nó có bị hư hao với thời gian, với cái chất lượng mà người ta làm nó có tốt hay không, còn là một cái điều khác nữa. Còn là một cái điều rất là khó khăn các quý vị. Giá cả của đường sắt với giá cả của máy bay nó có tương xứng hay không? Người dân họ sẽ chọn đi cái hướng nào? Nó nhiều câu hỏi và nhiều bài toán khó mà phải tính lắm. Với cái số đầu tư, vì con số Nguyên không biết bao nhiêu nữa, tỷ nữa, tỷ Mỹ Kim nha. Nguyên không nói tỷ Việt Nam nữa, Nguyên phải nói là tỷ Mỹ Kim. Bây giờ là cái đầu tư này là phải tính tiền tỷ Mỹ Kim các quý vị nha. Đó. Để Nguyên sẽ coi trong vài ngày nữa cái sự báo cáo cụ thể và nó sẽ biến chuyển như thế nào, về tình hình giải phóng mặt bằng nó sẽ ra sao, có tiếng quan tiếng khóc của người dân có kêu cầu cứu nữa hay không. Cứ mỗi lần mà Nguyên thấy có một cái công trình của chính phủ là thế nào, vài ngày sau sẽ có tiếng khóc của người dân. Chắc các vị có để ý cái điều đó không? Mỗi lần có công trình của chính phủ là có tiếng quan tiếng khóc của người dân, mất nhà, mất cửa, bồi thường không thiết đáng. Lần nào giống như lần nấy. Không có lần nào mà không có cái điều đó hết. Không có lần nào mà không có điều đó. Thì Nguyên coi cái đợt này nó như thế nào. Khi lúc đó cái vấn đề mà luật lệ đất đai của chính phủ Việt Nam cũng mới vừa cải cách. Cũng mới vừa cải cách. Nên là không biết cái đạo luật mới của họ nó có thể đem lại chút xíu quyền lợi gì cho nhân dân hay không. Thì Nguyên không rõ nha. Nhưng mà cái tình trạng giải phóng mặt bằng với cái con dài như vậy thì biết bao nhiêu đất mà nói. Biết bao nhiêu đất mà nói. Giải phóng mà nói. Nên là chúng ta sẽ chờ coi trong thời gian sắp tới công trình vĩ đại của Việt Nam với Trung Quốc sẽ đi đến đâu, và công trình này nó có thực thi đúng theo thời hạn hay là nó sẽ nằm ì giữa đường cũng giống như nhiều công trình khác. Rồi công trình nó dở dang mà dang dở, vừa tốn tiền mà vừa không có xe điện cao tốc nữa, mất cả chì vẫn chài. Chuyện này có thể xảy ra ở tại Việt Nam. Đó là bản tin liên quan đến vấn đề đường cao tốc của Việt Nam mà Nguyên muốn chia sẻ cùng các quý vị. Và bây giờ, ngày hôm qua Nguyên có làm một cái ví dụ, mấy bác khá là hào hứng với cái ví dụ của Nguyên. Đó là nếu chúng ta biểu tình mà chúng ta dẫm đạp lên hình của ông Tập Cận Bình thì chúng ta có bị bắt hay không? Nhiều các quý vị cho Nguyên nhiều câu trả lời khác nhau, khá là lý thú, cảm ơn các quý vị nhiều. Thì đó là Nguyên nghĩ là có một cái điều nào đó, một bài toán khó giải cho mấy bác Red Bull. Vì nếu bắt người Việt Nam mình với cái tội gì? Nếu mình bị bắt thì bắt với cái tội gì? Thứ nhất là tôi đâu có làm gì anh đâu, tôi đạp cái ông đó nước ngoài mà. Đâu phải đạp ông đâu, mà tại sao tôi bị bắt đó? Tới vô là một trong những cái câu hỏi. Khi lúc đó đất nước láng giềng chúng ta đang hà hiếp người dân đánh cá. Nên là tại sao Nguyên nói á, ngày hôm qua Nguyên thấy cùng anh cô bác rất là nhiều cái đó. Có nhiều người nói rằng là trời ơi, Tập Cận Bình là ông nội của bò đỏ mà. Bắt là đúng rồi. Mà Nguyên không thấy bò đỏ nào thừa nhận cái điều đó hết. Nguyên thấy nhiều đài của bò đỏ rồi mà chưa dám bò đỏ nào dám đứng về phía bên Trung Quốc hết. Họ không dám nói gì thôi, nhưng họ cũng không dám đứng. Nên là kêu là Tập Cận Bình là ông nội của bò đỏ thì cũng chưa chắc. Vì thực tế thì có một nhóm đảng viên đó là trung thần của Trung Quốc thì có, đúng, đúng, đúng. Vì những cái nhóm đó là cái nhóm mà Trung Quốc đã gài đặt ở trong chính phủ của Việt Nam ở nhiều chục năm qua rồi. Thì cái nhóm đó cũng có, nhưng mà không phải ai cũng vậy các quý vị. Nguyên tin chắc là trong nhóm bò đỏ cũng người nào đó cũng họ cũng ghét. Họ cũng ghét chính phủ Trung Quốc lắm. Chứ phải không có đâu. Họ cũng ghét chính phủ Trung Quốc lắm. Nhưng mà họ bất lực thôi. Họ bất lực. Chứ họ cũng ghét chính phủ Trung Quốc lắm. Trung Nguyên nói là chúng ta không hài lòng với chính phủ của Trung Hoa. Nhưng chúng ta không có nghĩa là chúng ta ghét bỏ người Trung Hoa nha. Người Trung Hoa cũng là nạn nhân của một cái chế độ cai trị mà thôi. Họ cũng giống như chúng ta thôi. Chứ chúng ta không có gì ghét bỏ hết. Chúng ta không có thích cái đường lối chính phủ thôi. Người dân thì họ không có cái gì có tội hết. Chỉ có là đường lối chính phủ bành trướng, tham lam chúng ta không thích. Nhưng nói thật mà họ sống ôn hòa với chúng ta, họ sống đàng hoàng, họ không ăn hiếp chúng ta, biển cả chia đều tài nguyên đồ, đâu có ai nói gì họ đâu.
Đặc biệt là gần đây nhất là các vị cũng biết là cái đường dây mà nhà hàng bán mại dâm đó, cỡ này Việt Nam mình ngầu lắm. Cái nơi bán mại dâm đó không phải nơi nào, là cái nhà hàng. Nào ăn ở trong nhà hàng đó, đặc biệt là tiếp khách nước ngoài không, phần lớn là mấy ông chủ là ông Trung Quốc với ông Nam Hàn nè. Mướn người Việt Nam đứng ra làm một cái chủ đề gì thôi. Mướn người Việt Nam đứng ra làm cái chủ đề gì đó. Rồi mấy ông đó vô một cái nhà hàng 100 em sinh viên phục vụ. Rồi mướn để cho tiếp khách nước ngoài thôi, đặc biệt là tiếp khách Trung Quốc, tiếp khách Hàn. Đó, còn Việt Nam là không tiếp. Ghê chưa? Và cái đường dây đó bây giờ bị bắt rất là nhiều. Và đặc biệt là những nhà hàng lớn nổi tiếng đó, bề mặt là nhà hàng, còn bề trong là cái vấn đề vừa ăn mà vừa sướng luôn. Ghê thiệt. Và thôi, đó là bản tin để chúng ta thấy rõ được là cái xã hội chúng ta đã bị xâm nhập rất là nhiều những cái quốc gia láng giềng. Họ làm những cái chuyện tệ hại trên đất nước chúng ta, và họ là người chủ. Đáng sợ vô cùng các quý vị. Cái điều đó phải đáng lo. Khi nào mà cái đất nước của mình, phần lớn những cái nơi kinh doanh ăn chơi, những cái nơi mà túng ra tiền đó, mà người nước ngoài, đất nước chúng ta sắp sửa bị người ta quản lý về kinh tế, cái điều đó phải lo lắng. Thà là người chủ Việt Nam còn đỡ. Mà đặc biệt là Việt Nam, nếu không phải là quốc tịch Việt Nam không làm chủ được, nhưng họ thuê người Việt, có người sẵn sàng vì tiền, vì làm bất cứ mọi việc, cái điều đó mới là điều chết. Nên là khi là chủ mà không còn là người Việt, mà là người nước ngoài không, là thấy đất nước mình xong rồi đó. Trong khi ngừng chương trình ở đây, cảm ơn tất cả cô chú anh chị em, các bạn lắng nghe thời sự ở tại Nam Hàn. Bữa nay là ngày cuối cùng. Ngày mai là nguyên cất cánh bay qua bên Nhật Bản, Toyota, Yamaha, Sushi, Wasabi rồi đó. Và ngày mai chúng ta sẽ gặp lại ở bên Nhật. Bye bye cô chú anh chị em. Bao anh linh hồn thiêng núi sông, đã bao nhiêu năm oan thiên con chất chồng, mà đàn con còn như chừng mịt mờ hoài chưa thấy đường ngày. Ơi quê hương ơi, đau thương đã qua, có không xưa nay tàn ra cuốc vong, thất phu hay chăng sao chưa tỏ tấc lòng, để muôn dân còn oán hờn, để nước nhà suy thoái bao cơn. Hãy khóc đi quê hương, khóc đi rồi mai ta lên đường, nợ non sông chưa tròn một lời thề ghi khắc lòng con. Hãy khóc đi quê hương, hãy khóc đi rồi mai ta lên đường, nguyện đem thân đáp đền nợ bao người ai đó sao quên.
hỡi quê hương ơi, đây tôi quỳ xuống trước bao anh linh, hồn thiêng núi sông. Đức công xưa nay đã bao đời vun trồng, mà ngày nay nhìn cõi bờ, lòng quặn lòng ai nỡ đành tâm. Hỡi quê hương ơi, đau thương đã qua, máu xương ông cha ngàn năm đổ ra, cớ sao hôm nay oan thiên đã tỏ tường, mà nhục xưa lại coi thường, để giặc thù xâm lấn quê hương. Hãy khóc đi quê hương, khóc đi rồi mai ta lên đường. Nay đây phút cuối cùng, một lần này đáp mối tình chung. Hãy khóc đi quê hương, hãy khóc đi rồi mai ta lên đường. Thử thách ta coi thường, giờ hoàng đạo phải đến quê hương. Hãy khóc đi quê hương, hãy khóc đi rồi mai ta lên đường. Nào gian nan coi thường, giờ hoàng đạo phải đến quê hương.